huấn luyện viên Philip Chusier nên có sự linh hoạt trong lối chơi thay vì chỉ kiểm soát bóng, tấn công ghi bàn thắng. Tuyển Việt Nam luyện chiêu trên mặt cỏ nhân tạo chờ đấu Philippines. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chưa bao giờ phải e ngại Philippines. Mỗi khi gặp đối thủ này chúng ta thường rất tự tin giành chiến thắng. Nhưng tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philip Chusier tạo ra cảm giác thấp thỏm muốn thắng đối thủ theo cách chơi hiện tại không dễ. Trong 8 tháng vừa qua với 6 trận giao hữu từ các quân xanh dễ tới khó, huấn luyện viên Philip Chusie có rất nhiều sự thử nghiệm nhưng kết quả thu được chưa phải là ổn. Bằng chứng là ở đợt tập trung tháng 10, ông Chusie triệu tập gần nửa quân số tuyển Việt Nam là các cầu thủ trẻ, nhưng hầu hết đều không thể hiện được gì nhiều trong 3 trận gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đến đợt tập trung trong tháng 11 chuẩn bị cho hai trận gặp Philippines và Iraq, Số lượng các cầu thủ lứa U23 giảm đi đáng kể. Ở trận làm khách trên sân của Philippines, trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng, tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Trước đối thủ được đánh giá dưới cơ, huấn luyện viên Philip Chusier có thể vẫn yêu cầu các học trò chơi kiểm soát bóng, tấn công gây áp lực liên tục lên hàng phòng ngự đối phương. Lối chơi của tuyển Việt Nam cũng cần có sự linh hoạt, không cứ nhất thiết phải kiểm soát bóng mà đôi khi phải nhún mình chơi rình dập phòng ngự phản công. Lối chơi này càng phát huy hiệu quả nếu gặp những đối thủ mạnh, chẳng hạn như Iraq. Sự linh hoạt rất cần thiết lúc này trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Thực tế cho thấy thì cách chơi của huấn luyện viên Philippe Chucié có thể chưa mang lại sự thoải mái với các cầu thủ. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam tập trung cho mặt trận phòng ngự, rình dập chờ cơ hội ngay cả với những đối thủ có cùng đẳng cấp hay yếu hơn. Dĩ nhiên mỗi huấn luyện viên có một triết lý khác nhau nhưng rõ ràng huấn luyện viên Philip Chusie cũng cần thành tích trước mắt bởi trận gia quân gặp Philippines rất quan trọng. Tuyển Việt Nam cần làm những gì cần phải làm để có được chiến thắng. Cũng vì chưa tạo ra nhiều khác biệt, vì vậy người hâm mộ mới mang cảm giác bất an đối với tuyển Việt Nam khi đối đầu với một đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á như Philippines, điều hiếm thấy trong vài năm qua khiến áp lực cho ông Chusie thêm lớn công bằng mà nói những gì mà chiến lược gia người Pháp đang làm đối với bóng đá Việt Nam rất hợp lý nếu muốn vươn ra khỏi khu vực Đông Nam Á và hướng đến mục tiêu cao nhất là tấm vé dự World Cup. Thực hiện mục tiêu ấy, tuyển Việt Nam phải có thêm nhân sự. Bên cạnh đó là lối chơi mới, thay vì dựa vào nhóm cầu thủ cũ vốn đang chững lại về chuyên môn và cũng đã dư thừa danh hiệu khiến khát vọng vì thế ít đi. Kế hoạch dài hơi cùng bóng đá Việt Nam không sai. Nhưng việc ông Chusie quá kiên định với mục tiêu phải tạo ra một đội bóng khác biệt so với trước một cách nhanh chóng nên có cảm giác chiến lược gia người Pháp bị bó mình vào các tiêu chuẩn khắt khe từng thành công với Nhật Bản cho tuyển Việt Nam. Những gì đang diễn ra? Nếu như tiếp tục kiên định với lối chơi, cách xây dựng con người mà ông Chusie áp dụng suốt thời gian qua, chẳng mấy ai dám chắc hai trận đấu phía trước tại vòng loại World Cup của tuyển Việt Nam có kết quả thật đẹp. Có nghĩa, thuyền trưởng người Pháp tiếp tục sử dụng lối chơi tấn công, kiểm soát bóng cho đội nhà bất chấp đối thủ ra sao. Như từng thấy ở ba trận thua gần nhất, có lẽ tuyển Việt Nam khó hoàn thành mục tiêu đề ra. Tất nhiên, chẳng ai yêu cầu tuyển Việt Nam quay về lối chơi thận trọng như thời ông Park Hang Seo, nhưng ít nhất huấn luyện viên Chu Xie cần toan tính nhiều hơn thay vì thể hiện giống như từng thấy trong các thất bại trước Uzbekistan, Trung Quốc. Nói đơn giản lại, kiên định với khát vọng nâng tầm tuyển Việt Nam dựa trên cơ sở xây dựng con người, lối chơi mới nhưng ông Chusie cũng cần cởi trói với tư duy của chính mình, tức linh hoạt hơn ở những tình huống, trận đấu, mục tiêu cụ thể. Và lúc này, chiến thắng ở các trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026 mới là điều quan trọng nhất nên bắt buộc tuyển Việt Nam hay ông Chusie phải toan tính kỹ lưỡng hồng đạt mục tiêu trước khi nghĩ chuyện xa xôi. Tuyển Việt Nam luyện chiêu trên mặt cỏ nhân tạo chờ đấu Philippines. Huấn luyện viên Philippe Chuzier cho tuyển Việt Nam tập luyện trên mặt cỏ nhân tạo chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Philippines ngày 16 tháng 11. Trước khi đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Philippe Chuzier phải đối mặt với nhiều nỗi lo. Trong đó, việc các tiền đạo chưa đạt được phong độ cao chắc chắn là yếu tố khiến vị huấn luyện viên người Pháp phải bận tâm khi đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 6 tháng 11. 7 tiền đạo nằm trong danh sách 32 cầu thủ được huấn luyện viên Chusie triệu tập không ghi được bàn thắng nào ở V-League sau 3 vòng đấu. Đặc biệt là ở vai trò trung phong, khi chân sút Nguyễn Tiến Linh không có phong độ tốt nhất, phù thủy trắng dường như vẫn chưa tìm ra được cái tên ưng ý. Ở hai đợt FIFA đây gần nhất vào tháng 9 và 10, huấn luyện viên Chusie đã cố gắng thử nghiệm Nguyễn Hoàng Đức đá tiền đạo cắm. Tuy nhiên, ngôi sao của câu lạc bộ Việt theo vốn có sở trường đá tiền vệ nên chưa thể làm quen với việc di chuyển không bóng, làm tường. Bên cạnh đó, Hoàng Đức dù được bố trí đá tiền đạo cắm nhưng anh chủ yếu lùi sâu để hỗ trợ đồng đội ở phía sau phân phối bóng. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh không được ra sân nhiều trong loạt giao hữu, còn Nguyễn Văn Tùng chưa có cơ hội xuất hiện. Vì vậy, huấn luyện viên Chu hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện thay đổi nhân sự. Trong đó, Võ Nguyên Hoàng, cầu thủ lứa U.23 Việt Nam được gọi lên hội quân cùng đội tuyển quốc gia để tích lũy kinh nghiệm sẽ là sự lựa chọn mà vị huấn luyện viên người Pháp có thể cân nhắc. So với Tiến Linh và Văn Tùng, Nguyên Hoàng không hề kém cạnh về mặt hình thể. Đây là tiêu chí mà huấn luyện viên Chu rất quan tâm khi quyết định lựa chọn trung phong. Ngoài chiều cao trên 1m80, tiền đạo quê đồng tháp còn dày cơm, có lợi thế trong tranh chấp, tì đè và có lối chơi hiện đại. Trước khi lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, Nguyên Hoàng cũng đã thông nòng tại V-League 2023-2024, khi lập công trong chiến thắng 3-1 của câu lạc bộ Thanh Hóa trước sông Lam Nghệ An ở vòng 3, Hạn chế của Nguyễn Hoàng là thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng chỉ khi so với chân sút kỳ cựu Nguyễn Tiến Linh. Còn về vai trò của Văn Tùng ở đội tuyển Việt Nam, tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Thanh Hóa hoàn toàn đủ khả năng để đáp ứng được. Danh sách tập trung 32 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 dù không có tên Võ Nguyên Hoàng, nhưng quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào huấn luyện viên Chu Trong quá trình tập luyện tại Hà Nội, ban huấn luyện vẫn còn phải sàng lọc cân nhắc trước khi rút danh sách xuống còn 28 cầu thủ để di chuyển sang Philippines. Vị huấn luyện viên người Pháp có thể sẽ đưa ra những sự thay đổi vào phút chót. Đây có lẽ cũng là ý đồ ngay từ đầu của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam khi triệu tập tổng số 40 cầu thủ, gồm 32 cầu thủ thuộc đội tuyển Việt Nam và 8 cái tên lứa U23. Do đó, nếu có sự thể hiện tốt trong những buổi tập, cộng với phong cách huấn luyện cởi mở, thích trao cơ hội cho cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Chucie nguyên hoàng sẽ có hy vọng được hít thở bầu không khí ở một giải đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển việt nam